Đó, hiện nay tỷ số đã được mở cho đội tuyển Malaysia dần. Ở đây mày. Không biết là bình luận viên hay là diễn viên hài nữa. Kém nhỉ? Bây giờ quay học. À, làm sao á? Thấy chưa, đúng như mình nhận xét tấn trường mắt hai trắng. Tí nữa chuẩn bị thằng nào vào đây? Thằng Hồng Sơn vào rồi. Đi. Nói học mà. Bạn đã từng thôi tiền hôm trước là giả lại rồi.